Xin chào mọi người nhé, mình là Ngọc Phương Thảo đây. Chào mọi người nhé, mình là Anh đây. Đấy mọi người, đây là anh Hoan, là nghe tin của anh Chính là bị thanh niên kia đánh, nên là anh đã từ trong Hà Tĩnh anh đi ra đây. Thì anh đi từ chắc là từ một thời gian từ sáng nay nhỉ. Nói chung Chiến là bị đánh hôm qua. Thì hôm qua bắt đầu mình nghe thấy anh em gọi thì Chiến bị đánh. Thì sáng nay bắt đầu mình đi. Thì bây giờ hiện tại mình vừa mới tới nơi luôn. Thì tình hình của Chiến thì nói chung là không gọi là nặng lắm, chỉ vết thương gọi là hơi hơi sâu một tí thôi. Còn mình thì là bị rất nhẹ thôi. Chiến ơi, bây giờ là thế là chủ chiến như thế nào á? Bây giờ mình đang chuẩn bị lên trực viện với anh Chiến. Nhưng Thảo nói cho may thì vấn đề của Thảo nó không sao, còn Chiến thì vẫn phải xem tình hình thế nào, chụp chiếu mọi thứ xem như thế nào. Nói chung là vẫn đang ở bệnh viện. Thì em lên luôn đúng không hay sao? Thì em lên luôn. Đây mình mới tắm rửa thay quần áo xong để chuẩn bị lên với anh Chiến đây. Nắng quá, đợi châm tâm một lát nữa là mình sẽ đi lên đấy để xem thế nào, là mang quần áo lên cho anh Chiến nữa. Kiểu trên viện không có quần áo thay thế là mình mang lên luôn. Thế là bố mẹ anh đấy cũng ở trên đấy rồi, thế là không thể về được. Thế là bây giờ mình sẽ chuẩn bị lên đấy. Anh không đi theo. Nhưng mà sao lại, nói chung là anh lúc đầu anh cũng tưởng là mọi thứ vẫn lắng xuống rồi. Ừ, em cũng nghĩ thế, thì em mới chuyển mới đi chơi đấy. Lúc đấy là chính là đưa em đi đấy. Lúc này đi chơi là tự nhiên nó gặp. Thế là xong vào lúc này. Không, nghĩa là cãi nhau một lúc thì nó mới đổ nó xong nhau đánh. Có cãi một lúc. Thế thì em cứ vẫn cố lấy cái điện thoại ra quay cái bằng chứng để mang đem lên công an mà. Chứ là quay video cho một người xuống cũng biết là bị đánh mà vẫn cố cầm máy quay. Thật sự là bị đánh thế mình phải cố quay để lấy bằng chứng để mang lên công an chứ mọi người. Chứ bây giờ nếu mà bây giờ mình đi kiện người ta mà không có bằng chứng thì cũng bây giờ mình không làm được gì ra cả. Bây giờ mình không có video, bây giờ cứ xác định của Chiến xong rồi mấy anh em đều giải quyết được, với anh em với nhau mà giải quyết được thì được. Còn nếu mà nó còn gây khổ thì mình sẽ mới trình chiều công an cho nó tốt. Hai bên nói chung mình cũng không có chuyện nữa. Bây giờ chắc là mình mà rủ mọi người lên chỗ viện này, chắc là mọi người. Còn mình sẽ đi lên viện thăm Chiến mọi người nhé.